đang xem kênh YouTube của thiết bị bể cá Hải Tùng. Hôm nay mình có một món đồ chơi mới khá là hay ho và mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây được gọi là máy Zebao OCP250. Máy này có khá nhiều chức năng. Có thể bơm nước, có thể tạo luồng, có thể phụt oxy để tạo thêm không khí cho bể cá. Mà nếu mà máy này mà phụt oxy tạo không khí cho bể cá thì có thể sử dụng với những cái hồ tương đối lớn 30, 50 hoặc là hơn 100 khối nước. Nó có một cái đầu ống để hút khí với đường kính là 25, chiều dài khoảng 80 cm. Một van để chỉnh lưu lượng khí. Máy với dây điện khá là dài và chắc chắn, dày dặn. Dây điện này dài 10 m các bạn nhé. Khi máy này đặt dưới nước thì nước sẽ được đẩy ra tại đầu này với lưu lượng là 75 m³/giờ. Các bạn có thể dùng máy này vừa tạo luồng trong bể, rất thoải mái. Còn nếu như các bạn thích phụt khí thì có thể lắp ống này vào. Lưu ý là đầu ống phải ngoi lên trên mặt nước để hút không khí, lúc đấy thì bọt khí mới phụt ra được ở tại đầu bên kia. Với cách lắp đặt này thì lưu lượng khí đạt được mắc là 10 m³/giờ. 10 mét khối trên 1 giờ. Máy có công suất là 250W, chạy điện 220V, 50Hz. Khá là bền bỉ và motor chắc chắn, cánh quạt cũng khá là lớn các bạn nhé. Phần bao ngoài này là các cái mặt bảo vệ để tránh rác. Máy này rất hữu dụng khi sử dụng với những cái hồ lớn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của thiết bị bể cá Hải Tùng. Để yêu cầu những video về các sản phẩm tiếp theo, các bạn có thể comment phía bên dưới hoặc inbox cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào.